và thông mỹ và thông lợi dứt nên thuận tổ tâm mơ bì lần tràn chừng tha tụ túm nữ lạ linh băng túm phun pa la lầm năn hô phun nho cách thả bà bèo hà rà này hô bà tò ta cài cá mỹ và túm rụ yếu thông can chắc cả cổ lạ linh ngạ xả tì phun nho lầm bì lần tràn tờ á mỹ và mong yếu ta lầm tòa có cá rau nào ta pa cà yoa linh nghi lịch ăn bà ta lầm nâng cằn trầy nhu kỳ lại ngã chản rong lo hai tay nan và ya kỳ lại và tung ta giáo nân nhớ phun nho nhu kỳ lại ngã ca bó ta ha bé bó và mai băng ngui ốc lòn ca mỹ va và lị qua bạ tùm bà lây biết bà cơ tùm rụ ni ta làm nắn nhu chừng doa linh nghi và tập bia ca phun nho ca vôm mong yếu rụ bà la bà leo nâng cần thầy và to ta cai ca mỹ và tùm cắt thà mới nâng ra mong yếu dỗ nì thà rụ mong yếu ham hù bà la mỹ và ngạ chi rỡ ta pa nắn ngạ chi blang ham hù bà la ngạ ca phun nho nhu chắc rô sam thông lê hù rõ ký tòa khắc khăm mỹ và trả khắc ca nhu rõ ký ngã tôi ba cả thả yếu ta làm nắn mong yếu áp bí tầy tòng ca phun nho nhu chịu linh nghi và yếu chừng dấu rõ kỹ mỹ và sang trả khả hữu cơ ple mong yếu trả khả vô cơ ta làm nắn mỹ và ô trả ra lô khả đảm ra phà tập giá rũ trả khả ra lô băng thông mỹ và ra phà tập giá tôi ta lây nhu nắn mỹ và tu ya li mơ gốc phun ca phun nhu mức hù khạ sam lâu tu ya mỹ và bản lý qua mong yếu mưu nương ca tu ya ta ki hào dấu ya chàn nhu pa cầm hào ta ki ya tui pa cầm kla hào bưng ra va ta làm nắn nhu chừng khi ca phun phun nho kla li hít ya tụ mỹ và trả khác ba và chăng rõ ca phun nho mỹ và mong yếu xăm hân thông hô rụng ngã và chăng rõ ta làm nắn mong yếu áp bí nắn bỏ trị móc xương thông rõ tháng thư bớt tập giả tập quần thế mong yếu dấu ta cá thàn phun ngã ca thàn ca nhu hô sam ta ba nắn mỹ và mong yếu ha rây bì làn phun prom ta cụ biết ca mỹ và tu ya trả khả ca nhu hù sam api chạy thường chàng từ đầu tháng 9 đến phi tháng 1 là chàng lù nên tu mới và ngã nho càng chỗ y chăm sóc nho làm mùa chàng thường thường là chàng lù nhiệt độ như thấp ẩm độ không khí như lòn ấy nên nhớ là bệnh như bốn này tăng con mới làm một phun nho mới làm phun nho của mấy va thì làm mùa tràn thường thường là xuất hiện túi bệnh như là bệnh thang thư bệnh móc xương bệnh phán trắng còn bệnh nấm cuốn thì pi mấy va phòng trừ bệnh đến như sam thì mấy va cần chú ý túi biện pháp phòng trừ toàn hợp như sau. Thứ nhất thì mới qua nên hạn chế các cành nho tạo bông làm mùa tràn. Thứ hai với mới qua phải tỉa cành nho tôi cần nó xà tôi cần nó tít tỉa bớt nhưng bấy nhiêu điều lon la tôi là kha là cái mới qua tỉa bớt và đâm mấy hoặc là bờ nào tần hoặc là bờ nào chấu tít dạng nho của mới qua như thoang thoáng tôi mới qua phải tạo tôi rảnh thoát ra vinh vòng dạng nhau với ba vì ra tràn mai thì ra như thoát nhưng măn là tạo độ ẩm và mặt lưu còn là nắm như sẽ như ăn nắp như phát sinh gây hại thì dạng nhau của mỹ ba thì mỹ ba ngã sam tu khâu năm thì tại dây thì bệnh như sẽ hạn chế hơn.